Xin chào anh chị em mình, hôm nay giới thiệu với anh chị em mình lô 3 chiếc dây cao su form thể thao rất là dễ lên tay cho anh em mình, anh nam anh em ha. Chiếc này, chiếc số 1 này nữ đây cũng được anh em nha. Ok, em đi vô giới thiệu luôn anh em nha. Chiếc Nissan, hàng thương hiệu của Mỹ, chạy máy Nhật anh em nha. Chiếc này size 39 anh em ha. Chiếc này mới lắm ha. Dây màu nó hơi xám xám, nó phối với kim cọc màu cái màu này nhìn cam cam hồng hồng anh em, cam màu cam á. Mới tinh anh em ha. Chiếc này chứ mà anh em mình mua mới nó cũng tiền triệu anh em nha. Máy này thì nó bền lắm anh em ha. 250 anh em nha. Chiếc này thì nó có cái đai á, nhưng mà con này nó mất cái đai anh em nha. 250 thôi. Này dính keo anh em nha, chứ con này còn mới lắm ha. Niền không có xước xát gì luôn anh em nha. Rất là đẹp anh em á. 250 nha. Chiếc số 2 là một chiếc xanh lốc anh em á. Dòng này dòng thể thao mà nó thiết kế theo phong cách thợ lặn anh em nha. Này dạ quang đẹp anh em á. Niền xoay form rất đẹp luôn. Con này kính nó hơi lẹm tí ngay góc 6 giờ anh em nha. Nhưng mà kính dày lắm, không ảnh hưởng được tới phía dưới đâu anh em á. Chất của dòng xanh lốc này nó không ghi chất liệu, nhưng mà con này thép đúc anh em nha. Dây thì dây Bambi của Nhật anh em ha. Tuyệt vời luôn. Đơn giản đẹp, size cũng khá là ổn luôn em, size tới 39 luôn em nha. Chiếc này em sale có 350 thôi. Anh em mình đang tìm một cái mẫu thể thao dễ lên tay ha, nhanh tay anh em nha. Chiếc số 2 350 ạ. Chiếc số 3 là chiếc Vega, màu cực hiếm luôn em ha, màu vàng rất là hiếm luôn ạ. Chiếc này 500 anh em nha. Chiếc này Vega này, dòng Adidas này là của Citizen em ha, thép đúc này anh em nha, chuẩn nội địa Nhật luôn, form cực đẹp. Con này cũng là dây của Nhật anh em nha, dây không riêng nhưng mà dây Nhật anh em ha, khóa Nhật luôn. Bộ dây khóa này khá là chất lượng. Chiếc này size cũng 39 anh em nha, luôn đúng nó là 40.5, có hai lịch này mà liền con này xoay được ạ. Xoay nó không con này nó xoay trơn hai chiều anh em nha. Mặt màu đẹp anh em ạ, con này kim cọc. Xin lỗi anh em, kim cọc dạ quang đẹp lắm ha. Xuất sắc luôn. Viền hơi có xước anh em nha, nhưng mà cái form này anh em mình rất là hot luôn, rất là hiếm anh em ạ. Giá 500 ngàn anh em nha. Giá cực tốt cho một cái mẫu anh em rất là ít gặp anh em ha. Ok, anh em mình thích mẫu nào vui lòng xem kỹ cái mô tả của em anh em nha. Liên hệ số điện thoại 076 862 039 ạ. Cảm ơn anh chị em mình nhiều nha. Hẹn anh chị em mình ở các clip tiếp theo nha. Em chào cả nhà mình ạ.